Năm nay mới tròn 6 tuổi. Tuổi bây giờ mới tròn 15 nó có lên 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 Xin được cảm ơn chị Xuân Anh với thông tin thời tiết cập nhật vừa rồi. Thưa quý vị, chỉ còn khoảng một tiếng nữa thôi, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ bước vào trận đấu cuối cùng tại vòng loại giải bóng đá nữ vô địch châu Á 2022 gặp đội tuyển nữ Tajikistan. Sau trận ra quân thắng lợi, đội tuyển nữ Việt Nam đã có được sự chuẩn bị rất tốt và đến giờ thì hoàn toàn sẵn sàng cho trận đấu này. Đội tuyển nữ Việt Nam đã hoàn tất quá trình chuẩn bị cho trận đấu gặp đội tuyển nữ Tajikistan. Hôm qua, đội đã xét nghiệm COVID-19 và có buổi tập cuối cùng. Huấn luyện viên Mai Đức Chung chỉ cho các cầu thủ thực hiện một số bài tập hỗ trợ nhanh với cường độ cao nhằm giúp các cầu thủ duy trì cảm giác bóng. Buổi tập chỉ kéo dài trong khoảng 1 giờ đồng hồ. Trước đó, đội tuyển nữ Việt Nam cũng đã dành thời gian theo dõi trận đấu của đội tuyển nữ Tajikistan và nghiên cứu đội hình của đối thủ này. Hiện tại, đội tuyển nữ Việt Nam đang nắm ưu thế do nhỉnh hơn đối thủ với chỉ số phụ. Chỉ cần một kết quả hòa, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ giành ngôi đầu bảng, sau đó giành quyền tham dự giải bóng đá nữ vô địch châu Á 2022. Nên mục tiêu để thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung là giành chiến thắng để khẳng định sức mạnh của mình tại bảng B. Trận đấu giữa đội tuyển nữ Việt Nam và đội tuyển nữ Tajikistan sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ tối nay theo giờ Việt Nam. Giãn cách là thời điểm cho nhiều loại hình giải trí online phát triển, trong đó thì có podcast hay còn gọi là phát thanh trực tuyến, một chất giọng thủ thỉ, tâm tình cùng với những kiến thức chuyên sâu, những câu chuyện thú vị được cả đầu tư hướng tới người nghe đã giúp cho loại hình này trở thành món ăn tinh thần mới dành cho các bạn trẻ trong mùa dịch. Và câu chuyện này cũng sẽ kết thúc chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Kính chào tạm biệt. Một cuốn sách như vậy này, thử của chúng ta nghe. Một chiếc điện thoại, một podcast đã được đặt sẵn. Để gặp các thủy hành linh bắt đầu một ngày mới của mình. Thói quen này của cô gái bắt đầu từ khi Hà Nội bước vào giãn cách. Tôi muốn tận dụng cái khoảng thời gian của mình và nghĩ hơn. Lúc đầu thói quen nghe podcast vui và thường làm mình thích nghe vào cuộc sống của mình. Chắc chắn có chủ đề như là kỹ năng sống. Nhiều trường đã tìm được podcast nhiều hơn trong mùa dịch. Từ đó, những cộng đồng yêu podcast của mình đã kêu gọi những người trong trường cảm thấy những kiến thức về những lĩnh vực được thể hiện qua những sự chia sẻ và mở rộng lòng tâm tưởng của những người bạn này cũng là cách để người trẻ có thể gặp toàn hơn trong mùa dịch. Khi nào lắng nghe podcast trong thời điểm này thì chính mình cũng cảm thấy mình đang đồng tâm hợp và đang tiếp tục mong muốn lắng nghe nó có một cảm giác đọc với thần trận bên tai thì đỡ cô đơn hơn. Từ đây, nhiều kênh podcast như Trạm Radio, một kênh dành cho những bạn trẻ như Văn Chương cũng đã bắt đầu thay đổi để phù hợp hơn với cuộc sống của người trẻ trong mùa dịch. Bên cạnh những nội dung tiêu cực thì những câu chuyện thông tin về dịch bệnh cũng được nhiều bạn trẻ quan tâm. Tôi nghe này là một công năng đến những câu chuyện như thế. Sản xuất số đầu tiên thì thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang trong những ngày tháng căng thẳng nhất của dịch bệnh. Những câu chuyện nhân văn tích cực giữa tâm dịch đã được gửi đến khán giả. Chị bác sĩ không biết nguyên do em lấy hiểu từ đâu. Nghe podcast nó giúp cho mình cải thiện hơn rất là nhiều trong cái việc tận dụng thời gian. Đó thì mình cũng cảm thấy là mình học được nhiều hơn về sự nghe. Sống chậm lại, đó là cách mà nhiều bạn trẻ lựa chọn trong thời gian ở nhà chống dịch. Cùng với podcast, bạn có thêm một món ăn tinh thần.